Xin chào, rất vui vì ta được gặp lại các bạn trong một video vũ trụ đặc biệt. Đặc biệt bởi sau khi xem xong video này, bạn chắc chắn sẽ có thêm một góc nhìn hoàn toàn mới về nguồn gốc của vũ trụ. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu nói về vũ trụ, hãy nói về con người. Con người là một loài động vật bậc cao, nghĩa là về mặt sinh học mà nói, chúng ta là một loài động vật. Tuy nhiên, con người sở hữu những khả năng, những nhu cầu vượt xa những loài động vật khác. Một trong số đó là nhu cầu tìm hiểu về bản chất sự tồn tại của chính chúng ta. Con người khao khát những tri thức về nguồn gốc giống loài, từ đó mà sáng tạo ra các giả thuyết và học thuyết nhằm giải thích cho sự tồn tại của chính mình. Từ thuyết tiến hóa với quan điểm sinh vật hình thành và phát triển thông qua chọn lọc tự nhiên, đến thuyết sáng tạo với niềm tin mạnh mẽ rằng con người là những sản phẩm của các đấng sáng tạo, những vị thần toàn năng. Không chỉ tò mò về nguồn gốc giống loài, con người còn tò mò về nguồn gốc của vạn vật trong vũ trụ. Việc thiếu các kiến thức cơ bản cũng như các thiết bị đo đạc khiến cư dân ở nhiều nền văn minh cổ đại cho rằng họ đang sinh sống trên một chiếc đĩa phẳng khổng lồ. Đến thế kỷ thứ tư trước công nguyên, nhà triết học vĩ đại người Hy Lạp Aristotle đã phá giải truyền thuyết trái đất phẳng bằng một quan sát rất đơn giản và tinh tế. Ông cho rằng nếu trái đất thực sự phẳng thì tại bất kỳ đâu trên trái đất bạn vẫn sẽ nhìn thấy từng ấy ngôi sao, đúng không? Sự khác biệt của các chòm sao được quan sát tại các vị trí khác nhau trên trái đất đã chứng minh rằng hành tinh của chúng ta là một khối cầu. Lạ kỳ ở chỗ đến tận năm 2021, nhiều người vẫn cố tin vào một giả thuyết phản khoa học cực mạnh như trái đất phẳng. Sau khi phát hiện ra trái đất có hình cầu, người ta đã đặt nó vào trung tâm của vũ trụ với mặt trời, mặt trăng, các sao và các hành tinh quay xung quanh. Mô hình vũ trụ với trái đất nằm ở trung tâm được gọi là mô hình địa tâm và trở thành nền móng cho thiên văn học và trường tình học trong suốt 1.500 năm, cho đến khi nó dần bị thay thế bởi thuyết nhập tâm, khai sinh bởi ba nhà thiên văn học Copernicus, Galileo và Kepler thế kỷ 15-16. Thuyết nhật tâm tiến bộ hơn thuyết địa tâm khi nó mô tả trái đất và các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Tuy nhiên, nó vẫn phạm phải một lỗi nghiêm trọng khi đặt mặt trời tại vị trí trung tâm của vũ trụ. Đến thế kỷ 18-19, người ta nhận ra rằng mặt trời chỉ là một trong vô số các ngôi sao trong vũ trụ. Cùng với sự phát triển của các loại kính thiên văn mới và hiện đại hơn, con người dần khám phá ra rằng chúng ta đang ở trong một thiên hà rộng lớn gồm hàng tỷ ngôi sao giống như mặt trời, và rằng thiên hà của chúng ta chỉ là một trong số hàng tỷ thiên hà trong phần vũ trụ quan sát được. Đến năm 1912, nhà thiên văn học người Mỹ Vesto Slipher phát hiện ra rằng ánh sáng từ các thiên hà xa xôi trong vũ trụ đang bị dịch chuyển đỏ, một bằng chứng cho thấy chúng đang rời xa trái đất. Năm 1927, Georges Lemaître lần đầu tiên nhận thấy rằng một vũ trụ đang giãn nở có thể được truy ngược về một điểm khởi thủy mà ông gọi là nguyên tử nguyên thủy, về sau được gọi là điểm kỳ dị Big Bang. Các phép đo chi tiết về tốc độ giãn nở của vũ trụ cho thấy điểm kỳ dị Big Bang xuất hiện vào khoảng 13,8 tỷ năm trước. Đây cũng được xem là tuổi của vũ trụ. Đến năm 1965, trong quá trình xây dựng một đài thu sóng radio cho Bell Labs, công ty con của Nokia, nhà thiên văn vô tuyến Arno Penzias và giám đốc nhà hát Robert Wilson, người Mỹ, đã tình cờ quan sát thấy một nguồn nhiễu trên thiết bị mà họ đang xây dựng. Nguồn nhiễu đó về sau được xác định là nền vi sóng vũ trụ Cosmic Microwave Background, gọi tắt là CMB. CMB là một loại di tích cấp độ vũ trụ, một dạng bằng chứng khảo cổ để từ đó bất kỳ nền văn minh tân tiến nào có thể dò tìm về điểm khởi đầu của thời gian. Chúng có bản chất là các bức xạ điện tử được giải phóng trong giai đoạn đầu, siêu nóng và siêu đậm đặc của vũ trụ. Cùng với sự nở rộng không ngừng của vũ trụ, CMB tràn ngập khắp không gian và có thể được phát hiện bởi các thiết bị thu sóng radio đủ nhạy, bao gồm cả những chiếc tivi sử dụng anten kiểu cổ điển nữa. Mỗi khi bạn chuyển kênh trên một chiếc tivi đời tống, sử dụng anten loại hai dâu hoặc loại dàn bắc trên mái nhà, bạn sẽ luôn nhìn thấy một màn hình nhiễu trước khi được chuyển sang kênh mới. Khoảng 1% tín hiệu tạo nên màn hình nhiễu này đến từ nền vi sóng vũ trụ. Nói cách khác, bạn đã tận mắt nhìn thấy di tích cổ xưa nhất của vũ trụ trên chính chiếc tivi nhà mình. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên thì đừng tiếc một like nha anh em. Quay trở lại với nền vi sóng vũ trụ, bằng các tính toán mà người bình thường không có nhu cầu tìm hiểu, các nhà khoa học tính ra được rằng chúng có tuổi đời khoảng 13,413 tỷ năm, khoảng 370.000 năm sau Big Bang và rất lâu trước khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Sự tồn tại của nền vi sóng vũ trụ hoàn toàn trùng khớp với dự đoán trước đó của các nhà khoa học ủng hộ thuyết Big Bang rằng một bức xạ nền đồng nhất trong vũ trụ đã được tạo ra bởi nhiệt độ và mật độ cực cao trong thời kỳ đầu của vũ trụ. Từ những bằng chứng không thể chối cãi như vậy, lý thuyết vụ nổ lớn đã trở thành lời giải hợp lý nhất mà con người từng có về sự khởi đầu của vũ trụ. Và chúng ta ở thời điểm hiện tại có vẻ bằng lòng với sự thật này. Và nếu góc độ vĩ mô cho ta biết nguồn gốc vũ trụ, góc độ vi mô sẽ cho biết bản chất của vũ trụ và con người. Có thể nói không ngoa rằng việc nghiên cứu bản chất vũ trụ nó nằm trong DNA của con người rồi. Bạn cứ nhìn bọn con nít là biết, chúng luôn có xu hướng tháo tung mọi thứ và thường thì không lắp lại được, hoặc là lắp lại được cơ mà thừa vài con ốc. Khám phá bản chất vũ trụ thực chất chính là tìm ra thứ nhỏ nhất cấu thành nền vạn vật trong vũ trụ. Hãy bắt đầu với một quả cam, hoặc nếu như bạn thích thứ gì đó kích thích hơn, hãy bắt đầu với một quả bưởi, hoặc thậm chí là một quả dưa hấu. Để biết quả dưa hấu được tạo ra từ cái gì, bạn chỉ cần không ngừng zoom vào nó, và đến một lúc nào đó bạn sẽ nhìn thấy các nguyên tử. Nguyên tử là một từ có nguồn gốc từ từ atomos trong tiếng Hy Lạp cổ đại, nghĩa là không thể cắt nhỏ, không thể chia nhỏ được nữa. Nó được sử dụng lần đầu bởi triết gia Hy Lạp cổ đại Democritus vào khoảng năm 400 trước công nguyên. Democritus cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều có cấu tạo nguyên tử, một loại hạt quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, mãi đến tận năm 1981 thì con người mới lần đầu tiên được diện kiến các nguyên tử nhờ sự ra đời của kính hiển vi quét xuyên hầm Scanning Tunneling Microscope, một loại kính hiển vi có khả năng chụp ảnh bề mặt ở cấp độ nguyên tử. Cơ mà ta đều biết rằng nguyên tử thì vẫn có thể được cắt nhỏ, chúng được cấu thành từ các electron và các hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử thì là một nắm gồm hai loại hạt hạ nguyên tử nhỏ hơn là proton và neutron. Tiếp tục zoom vào proton và neutron, ta sẽ thấy chúng được cấu thành từ hai loại hạt cơ bản là up quark mang điện dương và down quark mang điện âm. Hạt quark được gọi là hạt cơ bản vì chúng là giới hạn nhỏ nhất mà con người có thể zoom vào ở thời điểm hiện tại. Nói cách khác, hạt quark cùng với electron và hơn một tá loại hạt cơ bản khác mà con người đã tìm ra trong vài thập kỷ qua chính là những thứ nhỏ nhất cấu thành nền vạn vật trong vũ trụ. Cơ mà không phải ai cũng nghĩ như vậy. Một nhóm các nhà khoa học đã cùng nghiên cứu và phát triển một cơ sở lý thuyết có tên là lý thuyết dây String Theory nhằm giải thích bản chất của vũ trụ. Lý thuyết dây giả thuyết rằng photon, electron, quark và tất cả các hạt cơ bản khác chưa phải là những thứ nhỏ nhất và không thể chia nhỏ. Khoa học hiện đại cho rằng nếu bạn phóng to một electron, một photon hay một quark lên, bạn sẽ không nhìn thấy gì ở bên trong cả, vì chúng chính là những thứ nhỏ nhất, không thể zoom được nữa. Lý thuyết dây lại cho rằng nếu phóng to các hạt cơ bản lên, bất kỳ loại nào, bạn cũng sẽ đều nhìn thấy một sợi năng lượng nhỏ, dạng như một sợi dây đàn guitar, đàn violon hay đàn bầu, đàn cò đang rung động, đang nhảy múa với một tần số nhất định. Và nếu như các tần số rung động khác nhau của mỗi sợi dây đàn tạo ra một nốt nhạc khác nhau, tần số rung động của các sợi dây năng lượng lại tạo ra các hạt cơ bản khác nhau với khối lượng, năng lượng và hành vi khác nhau. Nói cách khác, lý thuyết dây giả thuyết rằng vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ là tổng hòa của vô vàn các sợi dây năng lượng rung động ở các tần số khác nhau. Tớ là một đống sợi dây rung động, bạn là một đống sợi dây rung động, trái đất là một mả các sợi dây năng lượng đang rung động, không hơn không kém. Và vì giải thích được bản chất sự tồn tại của vạn vật trong vũ trụ và bản thân vũ trụ thông qua rung động của một đối tượng duy nhất là những sợi dây, lý thuyết dây được kỳ vọng sẽ trở thành một lý thuyết thống nhất cho toàn bộ vũ trụ. Nói đi thì cũng phải nói lại, lý thuyết dây không tồn tại và nhấn mạnh là không tồn tại trong một vũ trụ với chỉ 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian như những gì mà tớ và bạn đang cảm nhận. Nó cũng không tồn tại trong một vũ trụ với 4, 5, 6 hay 7 chiều không gian. Thay vào đó nó cần tới 10 chiều không gian và 1 chiều thời gian để tồn tại. Tuy vậy, các nhà vật lý đứng sau lý thuyết dây có niềm tin mạnh mẽ rằng vũ trụ của chúng ta thực sự có 10 chiều không gian và 7 chiều còn thiếu là do chúng quá nhỏ để có thể được nhìn thấy, cảm nhận hoặc thậm chí là đo đạc bởi những thiết bị tinh vi nhất của con người ở thời điểm hiện tại. Tin vui là họ đang nghĩ ra cách để kiểm tra sự tồn tại của chúng. Và thiết bị dùng để test 7 chiều không gian còn thiếu có lẽ không còn quá xa lạ với khán giả VFacts, chính là máy gia tốc hạt lớn Large Hadron Collider. Siêu thiết bị này được đặt trong một đường hầm hình tròn, chu vi gần 27 km, nằm dưới độ sâu từ 50 đến 175 m dưới biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Bằng cách đưa các hạt proton bay dọc đường hầm lên tới vận tốc khoảng 0,999990 vận tốc ánh sáng, tức là chỉ chậm hơn giới hạn của vũ trụ khoảng 3,1 m trên giây hay 11 km/h. Các nhà khoa học kỳ vọng là sẽ tạo ra được những vụ va chạm mạnh tới mức nó bắn một vài mảnh vỡ proton từ không gian 3 chiều của chúng ta vào các chiều không gian còn lại. Các nhà khoa học sau đó đo đạc tổng năng lượng trước và sau vụ va chạm. Nếu năng lượng sau va chạm nhỏ hơn năng lượng trước va chạm, chứng tỏ đã có một lượng nhất định chui sang các chiều không gian khác và rằng lý thuyết dây đã được củng cố một cách mạnh mẽ về mặt khoa học. Cơ mà đáng tiếc là ngày đó vẫn chưa đến. Tóm cái váy lại, con người ở thời điểm hiện tại có thể vẫn chưa thực sự hiểu về bản chất sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không ngừng tò mò. Xin chào, rất vui vì tôi được gặp lại các bạn trong một video có chủ đề vũ trụ. Bạn có biết ta có thể du hành không gian nhanh hơn tốc độ ánh sáng bằng cách bẻ còng không thời gian? Hay hố đen âm thanh là gì và nó có quan hệ gì với hố đen vũ trụ? Chào mừng đến với Vũ trụ 39, động cơ Wolf và hố đen âm thanh. Nếu như bạn là một fan cứng thật là cứng của VFacts, có lẽ bạn đã xem qua video hướng dẫn du hành không gian với tốc độ ánh sáng thuộc series Vũ trụ bài VFacts. Trong video này, chúng tớ đã giới thiệu cả thảy 3 phương pháp du hành không gian với tốc độ ánh sáng hoặc thậm chí là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đó là phương pháp ăn gian tốc độ thông qua việc đưa những con tàu vũ trụ vào siêu không gian, hyperspace, một vùng phụ của không gian tồn tại cùng với vũ trụ và có thể tiếp cận nhờ sử dụng một trường năng lượng hoặc một loại thiết bị nào đó, nơi mà vận tốc ánh sáng không còn là vận tốc giới hạn của vũ trụ nữa. Phương pháp thứ hai mang tên Jump Drive, dịch vui là bước nhảy hoàn vũ và có bản chất khá là giống với phép bổ trợ dịch chuyển trong tựa game Liên minh Huyền Thoại. Về cơ bản, Jump Drive cho phép những con tàu không gian dịch chuyển tức thời hay chính là nhảy đến những điểm khác nhau trong vũ trụ, có thể cách nhau hàng năm ánh sáng, thông qua hoặc không thông qua những vị trí đặc biệt trong không gian, đóng vai trò điểm dịch chuyển hay điểm nhảy, Jump Point. Phương pháp thứ ba chính là chui lỗ, với lỗ ở đây là lỗ giun hay lỗ sâu, wormhole, một cấu trúc lý thuyết liên kết hai điểm riêng biệt trong không thời gian, rút ngắn vô số lần khoảng cách cần di chuyển và được xây dựng dựa trên một nghiệm đặc biệt trong phương trình trường Einstein. Hãy cùng nghiêm túc nhìn nhận lại cả 3 phương thức hack tốc độ này nhé. Hyperspace rõ ràng là thứ có thể gạch tên đầu tiên khi mà khái niệm này không được chống lưng bởi bất kỳ lý thuyết vật lý nào và có vẻ như là chỉ được tạo ra để phục vụ những bộ phim khoa học viễn tưởng. Tương tự như vậy đối với phương pháp bước nhảy hoàn vũ. Phương pháp chui lỗ là đại diện sáng sủa nhất, chỉ ít thì là trên bình diện khoa học khi được chống lưng bởi Albert Einstein, Nathan Rosen và cả Christopher Nolan nữa. Điểm thú vị kiêm luôn cả oái oăm nằm ở chỗ, tuy có thể tồn tại trên lý thuyết, lỗ Joule chưa chắc đã tồn tại trong thực tế. Kiểu như việc một người đàn ông tốt không rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút chích, yêu vợ thương con là có thể tồn tại trên lý thuyết. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là một người đàn ông như vậy đang tồn tại ở ngoài xã hội. Kiểu thế. Ngay cả khi thực sự tồn tại thì chuyện lỗ Joule tồn tại ở đâu, nó thông ra chỗ nào và ai sẽ chui vào đó để kiểm tra lại là một câu chuyện khác. Nói vậy để bạn thấy rằng cái sự hack speed bằng lỗ Joule nó vẫn còn rất là nhiều cái sự mông lung, mơ hồ và không chắc chắn. Riêng chuyện con người cần phải nghĩ ra một phương thức di chuyển nhanh hơn n lần tốc độ ánh sáng để có thể khai phá vũ trụ, thuộc địa hóa các hành tinh xa xôi trong những thiên hà xa xôi, trong một tương lai hy vọng là không xa xôi thì đã rõ như ban ngày. Vậy đâu sẽ là lời giải cho bài toán khó này đây? Câu trả lời là warp drive, tạm dịch là động cơ bẻ cong, là một hệ thống đẩy tàu vũ trụ cho phép di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Động cơ này xuất hiện trong nhiều phim khoa học viễn tưởng chủ đề du hành không gian, điển hình nhất là Star Trek. Trong khuôn khổ video này, ta sẽ đề cập đến một phiên bản cụ thể hơn của động cơ warp. Đó là động cơ warp Alcubierre, được đề xuất bởi nhà vật lý lý thuyết người Mexico Miguel Alcubierre vào năm 1994. Cụ thể hơn, Miguel Alcubierre đã đề xuất một phương pháp làm biến dạng không thời gian, tạo ra một làn sóng khiến không thời gian co lại ở phía trước và nở ra ở phía sau con tàu vũ trụ. Con tàu khi này sẽ lướt sóng trong một vùng không gian phẳng ở giữa, gọi là bong bóng warp. Vẫn theo như mô hình này, tốc độ lướt sóng của tàu vũ trụ sẽ tỷ lệ thuận với độ biến dạng của không thời gian. Và vì không thời gian có thể bị bẻ cong tới vô hạn, như trong trường hợp của các hố đen, ta suy ra được rằng động cơ warp Alcubierre có thể giúp tàu vũ trụ di chuyển với vận tốc ánh sáng hay thậm chí là gấp n lần vận tốc ánh sáng. Thế nhưng mà con người thì phải có khối lượng, tàu không gian thì cũng phải có khối lượng và vật có khối lượng thì lại chỉ có thể tiệm cận vận tốc ánh sáng, tức là đạt gần tới chứ không thể đạt tới vận tốc ánh sáng, thì làm sao có thể vượt tới n lần? Câu trả lời đó là bởi những con tàu sử dụng động cơ warp Alcubierre luôn đứng yên trong lúc di chuyển. What? Nghe thì có vẻ ngáo ngơ, thế nhưng như vừa đề cập bên trên, con tàu vũ trụ không thực sự di chuyển, thay vào đó nó được chở đi trên con sóng không thời gian do động cơ warp tạo ra. Và vì vận tốc của không gian vũ trụ không bị giới hạn, tiêu biểu như việc vũ trụ đang không ngừng nở ra nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, những con tàu vũ trụ sử dụng động cơ warp có thể di chuyển ở bất kỳ tốc độ nào, miễn là người ta có đủ năng lượng để bẻ cong không thời gian đến mức cần thiết. Và năng lượng chính là trở ngại lớn nhất trong việc tạo ra một động cơ warp Alcubierre. Trên thực tế thì những tính toán ban đầu của chính Alcubierre cho thấy lượng năng lượng cần để chạy những mẫu động cơ của ông này lên tới 1 tỷ lần lượng năng lượng hiện có trong toàn bộ vũ trụ. May mắn thay, các nhà khoa học đã tính toán lại. Hóa ra họ chỉ cần nguồn năng lượng tương đương với khối lượng của tàu thám hiểm không gian Voyager 1 nặng khoảng 700 kg. Để cho bạn dễ hình dung, khi quả bom nguyên tử Little Boy được thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 chứa khoảng 64 kg uranium được làm giàu. Trong số đó, chỉ có chưa đầy 1 kg trải qua phản ứng phân hạch và chỉ 0,6 g, nhấn mạnh là chỉ 0,6 g khối lượng được chuyển hóa trực tiếp thành các dạng năng lượng khác nhau như động năng, nhiệt năng và phóng xạ. Đấy, chỉ 0,6 g và chúng ta cần khoảng 700 kg. Nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu nghe có vẻ nầu hốp, chúng ta cũng đã có những bước mon men lại gần hơn với công nghệ warp drive thông qua việc xây dựng ra được mô hình của những con tàu vũ trụ sử dụng động cơ warp Alcubierre. Trước mắt các bạn là IXS Enterprise, một concept tàu vũ trụ lên sao di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng sử dụng động cơ warp, được thiết kế bởi tiến sĩ Harold G. White đến từ NASA. IXS Enterprise sở hữu hai vòng lớn và dày bao quanh phần đầu và đuôi tàu với nhiệm vụ tạo ra trường warp, chính là vùng không gian co lại ở phía trước và nở ra ở phía sau con tàu. Phần không gian ở giữa là thân tàu, nơi chứa phi hành đoàn, hàng hóa và trang thiết bị. Ngoài ra, tiến sĩ Trắng cùng các cộng sự của mình cũng đang tiến hành một thí nghiệm bại não mang tên thí nghiệm giao thoa kế trường Warp White Today. Mục đích của thí nghiệm là để tìm ra những khoảnh khắc biến dạng cực ngắn của không thời gian, củng cố thêm cho tính khả thi của bong bóng gốc Alcubierre. Và chúng tớ sẽ quay trở lại với chủ đề này ngay khi tiến sĩ Trắng và những người bạn tìm thấy một cái gì đó. Hố đen là một trong những thực thể bí ẩn nhất trong vũ trụ. Thực ra thì sau mấy năm làm video, tớ nhận ra là cái gì đen nó cũng thường rất là bí ẩn. Ví dụ như vật chất tối này, năng lượng tối này, dòng chảy tối này, chứ bạn tưởng là cái gì. Tuy nhiên, nghiên cứu về hố đen chưa bao giờ là dễ. Đơn giản là bởi bạn chỉ có thể nghiên cứu nó từ xa. Và vẫn theo kinh nghiệm của cá nhân tớ thì cái gì xa thường nó cũng khó hơn so với gần. Yêu xa là một ví dụ. Quay trở lại với hố đen, cái gần nhất từng được phát hiện bởi các nhà khoa học cách trái đất tận 1.120 năm ánh sáng. Hố đen vũ trụ đầu tiên từng được chụp ảnh, Messier 87, thì cách chúng ta tận 53,5 triệu năm ánh sáng. Và trừ khi công nghệ bẻ cong không gian trong phần trước của video trở thành hiện thực, con người sẽ chẳng thể nào du hành những khoảng cách tính bằng năm ánh sáng. Vì lý do đó, các nhà khoa học đã không ngừng tìm kiếm các phiên bản thế thân của hố đen, những thực thể sở hữu những đặc điểm tương tự như hố đen vũ trụ, đồng thời có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Thứ mà tớ đang nhắc đến chính là hố đen âm thanh. Theo Wikipedia, hố đen âm thanh, Sonic Black Hole, còn gọi là hố câm, Dumb Hole, là một hiện tượng trong đó các nhiễu loạn âm thanh, gọi là phonons, không thể thoát ra từ một chất lỏng đang chảy nhanh hơn tốc độ âm thanh. Theo đó, biên giới của một hố đen âm thanh, điểm mà tại đó tốc độ của dòng chảy thay đổi từ lớn hơn tốc độ âm thanh sang nhỏ hơn tốc độ âm thanh, cũng được gọi là chân trời sự kiện, Event Horizon, hoặc đôi khi là chân trời âm thanh, Sonic Horizon. Bên trong chân trời âm thanh, tốc độ lan truyền của sóng âm luôn chậm hơn tốc độ của dòng vật chất trong môi trường, do đó chúng sẽ không bao giờ có thể thoát ra bên ngoài. Điểm khiến các nhà khoa học thực sự để ý đến hố đen âm thanh đó là việc chúng phát ra một phiên bản tương tự của bức xạ Hawking. Dành cho bạn nào chưa biết thì tuy không có gì có thể thoát ra từ bên trong một hố đen, bản thân thực thể này lại phát ra một loại bức xạ làm giảm khối lượng và năng lượng quay của bản thân chúng, gây ra sự bay hơi hoàn toàn của các hố đen, Black Hole Evaporation, đồng thời tạo ra nghịch lý về số phận của thông tin sau khi lọt vào lỗ đen. Loại bức xạ này được mô tả lần đầu tiên bởi cố nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking vào năm 1974. Quay trở lại với hố đen âm thanh, do bức xạ Hawking phát ra từ những hố đen vũ trụ là quá yếu để có thể phát hiện và nghiên cứu. Giới khoa học cho rằng việc nghiên cứu phiên bản tương tự của nó trên các hố đen âm thanh sẽ dễ dàng hơn, đồng thời mang đến lời giải thỏa đáng cho nghịch lý thông tin hố đen sẽ được chúng tớ trình bày trong một video vũ trụ bài VFacts trong tương lai. Lưu ý, video này là kết quả của sự nghiên cứu và phỏng đoán cá nhân, hoàn toàn chưa được kiểm chứng bởi các tổ chức khoa học và giáo dục. Vui lòng cân nhắc trước khi xem. Xin chào! Rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trong một video có chủ đề vũ trụ. Theo Wikipedia, không gian vũ trụ là phần không gian tồn tại bên ngoài trái đất và giữa các thiên thể. Với thiên thể ở đây hiểu đơn giản là bất kỳ thực thể, liên kết hay cấu trúc vật lý tự nhiên nào tồn tại trong phần vũ trụ quan sát được, từ nhỏ như các phân tử khí ga, các hạt bụi vũ trụ, lớn như các hành tinh, các sao, cho đến khổng lồ như các thiên hà, tròm thiên hà hay siêu tròm thiên hà trong vũ trụ. Vùng không gian nằm giữa các hành tinh được gọi là không gian liên hành tinh. Tương tự như vậy, vùng không gian nằm giữa các sao và các thiên hà được gọi lần lượt là không gian liên sao và không gian liên thiên hà. Không gian vũ trụ được đặc trưng bởi sự trống rỗng đến gần như tuyệt đối. Đó là lý do người ta thường gọi không gian vũ trụ là chân không vũ trụ. Với chân không, như ta đều biết thì là chân đất hay chân không đi cái gì cả. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Tuy nhiên, trong khuôn khổ video ngày hôm nay, ta sẽ cùng lấp đầy cái sự không có cái gì cả của chân không vũ trụ bằng không khí, để xem một vũ trụ không còn sự trống rỗng sẽ trông như thế nào. Chào mừng đến với Vũ trụ 50, nếu không gian vũ trụ chứa đầy không khí. Trước khi đến với nội dung chính, hãy cùng thống nhất với nhau rằng không gian vũ trụ quả thực là chân không. Tuy không phải là chân không tuyệt đối, thế nhưng nó vẫn chân không hơn bất kỳ môi trường chân không nào có thể được tạo ra bởi bất kỳ buồng chân không nào hiện có trên trái đất. Với mật độ vật chất trung bình từ vài nguyên tử trên 1 cm khối đối với không gian liên hành tinh, 1 nguyên tử trên 1 cm khối đối với không gian liên sao, cho đến dưới 1 nguyên tử trên 1 m khối đối với không gian liên thiên hà. Và hãy cùng đổ đầy những vùng không gian đó với không khí, mà cụ thể hơn là với loại không khí mà ta hít thở hàng ngày, với 78% nitơ, 21% oxy cùng với khối lượng riêng tại 1 atmosphere và 15 độ C là 1,225 kg trên 1 mét khối. Trước hết, hãy cùng đổ đầy không khí vào bên trong hệ mặt trời. Tin vui đó là giờ đây, máy bay thương mại sẽ có thể bay thẳng lên cung trăng, lên sao hỏa hay lên mặt trời, miễn là nó mang theo đủ nhiên liệu. Tuy nhiên, hành trình này sẽ khá là dài ngày khi mà ma sát với không khí khiến chúng không thể bay quá nhanh. Và với dài ngày, ý tớ là khoảng gần 18 ngày để lên tới mặt trăng, 10,6 năm để lên tới sao hỏa và khoảng 19 năm để có thể diện kiến anh hoàng. Lưu ý là với tốc độ hành trình khoảng 900 km/h. Tin không vui lắm đó là thế giới mà tớ và bạn biết đến sẽ trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Âm thanh từ các hành tinh trong hệ mặt trời và đặc biệt là mặt trời giờ đây có thể đến được với màng nhĩ của tất cả mọi người và khiến yên tĩnh hoặc yên tĩnh cùng với một cô gái đẹp trở thành một trong những dịch vụ giá xỉ nhất. Thật vậy, theo một bài viết trên spaceanswers.com, âm thanh tạo ra bởi mặt trời truyền đến bề mặt trái đất thông qua không khí có thể sở hữu cường độ lên tới 125 decibel. Để cho bạn dễ hình dung thì 125 decibel là độ ồn của một máy bay phản lực quân sự ở khoảng cách 50 m. Tin vui là âm thanh này sẽ chỉ đinh tai nhức óc trong khoảng 12 tiếng mỗi ngày. Yeah! Nghe thì có vẻ đáng sợ, thế nhưng tin tớ đi, bạn sẽ ước là mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Khi mà không khí tràn ngập không gian, mọi thứ sẽ chậm lại trước tác động của ma sát. Các vệ tinh nhân tạo và trạm vũ trụ quanh trái đất sẽ bốc cháy và nổ tung, một số mảnh vỡ sẽ rơi xuống bề mặt trái đất. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ chẳng cần phải lo lắng về chuyện đó. Thứ mà bạn cần phải lo đó chính là áp lực của cột không khí cao cả tỷ km đang đè lên từng thớ thịt trên người bạn. Và nát bét có lẽ sẽ là tính từ hoàn hảo nhất. Ánh sáng từ mặt trời và các sao sẽ bị chặn lại bởi bầu khí quyển dày 150 triệu km và không thể đến được bề mặt trái đất, khiến hành tinh của chúng ta trở nên tăm tối và lạnh lẽo. Gió mặt trời giờ đây sẽ thực sự là những cơn gió. Không chỉ vậy, còn là những cơn gió bỏng rát với khả năng xóa sổ nền văn minh nhân loại. Tai hại hơn, mặt trăng sẽ quay chậm dần, quỹ đạo của nó thì trở thành một hình xoắn ốc với đích đến là trái đất. Tương tự như vậy, trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời cũng sẽ quay chậm dần và cuối cùng là đâm đầu vào mặt trời. Tuy nhiên, tất cả những điều vừa liệt kê có thể sẽ không xảy ra, hay đúng hơn là không kịp xảy ra nếu toàn bộ hệ mặt trời sụp đổ và trở thành một siêu hố đen. Nếu ta coi biên giới của bong bóng nhật quyển, heliopause, cách mặt trời khoảng 90 đơn vị thiên văn là ranh giới của hệ mặt trời, ta dễ dàng tính ra được thể tích của hệ mặt trời bằng khoảng 1,021 x 10 mũ 40 mét khối. Nhân con số này với 1,225 kg trên mét khối, ta có khối lượng của hệ mặt trời phiên bản 2.0 rơi vào khoảng 1,251 x 10 mũ 40 kg, tức gấp khoảng 6,3 tỷ lần khối lượng mặt trời. Để cho bạn dễ hình dung thì siêu hố đen nằm tại tâm của Milky Way, Sagittarius A sao cũng chỉ nặng khoảng 4 triệu khối lượng mặt trời. Sự tập trung của một khối lượng quá lớn tại một vùng không gian quá nhỏ chắc chắn sẽ dẫn tới sự sụp đổ hấp dẫn, khai sinh ra một siêu hố đen. Và nếu như bạn đang thắc mắc, to như hệ mặt trời mà gọi là nhỏ hả? Câu trả lời là đúng vậy đấy. Các tinh vân, nơi mà những ngôi sao trong vũ trụ được khai sinh, có mật độ vô cùng loãng. Một tinh vân với thể tích của trái đất được cho là chỉ nặng khoảng vài kg. Do đó, để có đủ khối lượng hình thành các sao, các tinh vân thường có kích thước siêu to khổng lồ, trải dài tới hàng trăm năm ánh sáng. Riêng đám mây đã hình thành mặt trời và các hành tinh trong hệ mặt trời thì là một mảnh rộng khoảng 3,26 năm ánh sáng, trực thuộc một tinh vân lớn hơn, đường kính khoảng 65 năm ánh sáng. Còn hệ mặt trời, thứ mà bạn vẫn tưởng là to lắm, chỉ có đường kính khoảng 180 đơn vị thiên văn, tức chỉ khoảng 1/350 của một năm ánh sáng mà thôi. Quay trở lại với hệ mặt trời, lúc này đã không còn là hệ mặt trời. Sự xuất hiện của một siêu hố đen 6,3 tỷ lần khối lượng mặt trời tại rìa Milky Way chắc chắn sẽ làm đảo lộn cuộc sống của những ngôi sao gần nó. Những ngôi sao ở quá gần kiểu như ba chị em nhà Alpha Centauri chắc chắn sẽ bị ăn thịt. Những ngôi sao ở xa hơn một chút sẽ không bị ăn thịt, thay vào đó chúng sẽ thay đổi quỹ đạo và quay quanh siêu hố đen mới. Milky Way sẽ dần trở thành một thiên hà với hai siêu hố đen, hai tầng thiên hà. Tuy nhiên, một rừng không thể có hai hổ. Hai siêu hố đen trong từ vài triệu cho tới vài trăm triệu năm sẽ tiến lại gần nhau, quay quanh nhau rồi cuối cùng là lao vào nhau, tạo ra thương vụ mua bán và sáp nhập M&A khủng khiếp nhất giải ngân hà. Chơi lớn luôn nhá. Nếu không gian trong toàn bộ vũ trụ được lấp đầy bởi không khí, quá trình giãn nở của vũ trụ nhiều khả năng sẽ chậm dần, dừng lại và bị đảo ngược. Để biết tại sao lại có cái sự chậm dần, dừng lại và đảo ngược này, ta cần phải nhìn lại cái sự giãn nở của vũ trụ một chút. Theo đó, kể từ thời điểm Big Bang, vũ trụ không ngừng nở rộng, song với tốc độ chậm dần trong suốt 9,8 tỷ năm kể từ Big Bang và chỉ mới tăng tốc trở lại từ cách đây khoảng 4 tỷ năm. Và điểm bất thường nằm ở cái sự tăng tốc trở lại của sự giãn nở không gian vũ trụ. Vào những năm 1990, các nhà khoa học cho rằng sau một quãng thời gian dài như vậy, quá trình giãn nở của vũ trụ hoặc là đã bắt đầu sự co ngược trở lại, hoặc là đã phải dừng lại, hoặc chí ít thì lực hấp dẫn cũng đã phải làm chậm quá trình giãn nở lại mới đúng. Đành rằng người ta không hề quan sát thấy điều đó, thế nhưng bạn nghĩ mà xem, vũ trụ tràn đầy vật chất và lực hấp dẫn thì kéo vật chất về phía nhau, hà cớ làm sao mà sự giãn nở không những không chậm lại mà còn tăng dần. Và đó là lúc mà năng lượng tối bị lôi vào cuộc chơi. Giới khoa học giả thuyết rằng phải tồn tại một dạng năng lượng nào đó đóng vai trò như một phản lực hấp dẫn, đẩy không gian vũ trụ ra xa khỏi nhau. Mật độ của dạng năng lượng này là vô cùng nhỏ, nhỏ hơn cả mật độ của vật chất thông thường trong không gian liên thiên hà. Đó là lý do khiến con người hiện vẫn chưa thể phát hiện ra nó. Thế nhưng nhờ sự đồng nhất trong toàn bộ không gian vũ trụ, thứ lực này chiếm tới 69% tổng lượng năng lượng hiện có trong phần vũ trụ quan sát được, đồng thời có những tác động đến vũ trụ trên quy mô lớn nhất, mà cụ thể hơn thì chính là thúc đẩy sự nở rộng với tốc độ tăng dần của vũ trụ. Và người ta gọi thứ năng lượng giả thuyết với khả năng thúc và đẩy đó là năng lượng tối, dark energy. Quay trở lại với nội dung chính, việc ta lấp đầy vũ trụ với không khí sẽ khiến mật độ vật chất trong vũ trụ tăng lên gấp hàng tỷ lần. Điều này giúp lực hấp dẫn lấy lại ưu thế, đồng thời trở nên áp đảo so với năng lượng tối. Quá trình giãn nở của vũ trụ do đó sẽ chậm dần, dừng lại rồi bị đảo ngược. Vũ trụ sẽ co lại và trở về với trạng thái siêu nóng, siêu đậm đặc từng xuất hiện tại thời điểm Big Bang. Trong quá trình đó, vô số sao, hành tinh, thiên hà cũng như siêu hố đen sẽ được hình thành. Hơi tiếc một chút khi mà chúng ta chẳng thể nào sống để mà chứng kiến những khoảnh khắc đó.